mình up clip gấu dao nè và up clip cinnamon này thì tất nhiên là mình phải mua tất cả đồ dùng học tập Kugumi tại shop VV Hao. Nên trước khi vào cái clip này, mọi người đừng quên là nhấn liền nút like và subscribe cho bà Dê nha. Nhưng mà đặc biệt là nhớ nhấn nút like. Bây giờ mình sẽ có 5 giây để mình nhấn nha chị em. 5, 4, 3, 2, 1, ok la. Trời ơi, giờ mới vô thì quen một cái bạn mà Kugumi luôn mẹ. Giờ giỏi chị bán chưa? Đặc biệt bút Kugumi 10 màu đồng giá 20 cành cây mà shop bà Dê lại có tới tận 3 màu luôn nha chị em. Đó, màu trắng nè, màu tím nè và màu đen nữa. Rồi đây, hoa tulip nào mà lộ 10.000 một cành. Mọi người muốn mua thì mua, không mua thì cũng mua nha mọi người. Rồi, như lời anh Tuấn đã nói ở clip gấu dâu, mình có thể mua một cây bút lọc giấy để làm chi? Để mình khui hàng. Trong cái thùng hàng đó chắc chắn sẽ có đồ dùng học tập. Bởi vậy cái này cũng là đồ dùng học tập. Rồi ok, rồi mọi người cứ mua nha. Rồi tiếp theo, cái này không phải đồ dùng học tập, nhưng mà tại vì ở trong nó có đồ dùng học tập nên bà Dê nghĩ là nó sẽ mua được. Đó, trong đây là có một cái thước nè, một cái linh chi thì không phải đồ dùng nha mọi người. Rồi một cái hộp len, một cái cây bút 10 mà và một cái ba lô Kugumi cực kỳ là cute luôn. Cái set này bình thường nếu mà mọi người mua lẻ thì giá sẽ tới tầm 240-250, nhưng mà mọi người mua combo như thế này được tặng kèm theo một cái bịch đựng trong suốt luôn mà giá chỉ có là 199 cành. Đó là nó rẻ hơn nhiều so với mình mua lẻ nha bé. Yeah. Nhưng mà hôm nay là không có mua đồ Kugumi mà mua đồ dùng học tập. Cái này là 149 nha, là rẻ hơn cái kia là 50.000 đó. Cái này thì mình sẽ được một cái giỏ sách màu đen nè, một cái bạn kẹp tóc Kugumi, một chiếc nhẫn Kugumi, một cái kẹp máy Kugumi, một cành hoa tím luyện tìm xem đó, rất là nhiều món cute hộp bé luôn mà giá chỉ có là 149 thôi. Mình có thể tăng cơ gớt của mình nhưng mà hôm nay mình mua đồ dùng học tập. Trời đất ơi. Tiếp theo chiếc quầy của chúng ta sẽ là quầy móc khóa, nhưng mà nói chung á là bà Dê phát hiện ra một cái móc khóa có hình Kugumi mọi người, rất là dễ thương luôn. Đây Kugumi gấu dâu nè, cinnamon, thỏ, pulguin, đồ khủng long nữa, quá trời hình luôn, quá trời xịn sò mà giá chỉ có là 50 cành cây thôi. Đấy trời ơi, đồ dùng học tập liền. Gọi là 12 cây bút chì cây kèm theo đồ chuốt và kèm theo cái lò gắn viết chì chứ phải cục gom nha mọi người. Đó mà giá chỉ có là 90 cành cây thôi. Ngoài Kugumi mình còn có thêm Melody và Cinnamon nữa. Yeah. Bạn nào thích cái nhân vật nào thì có thể mua nha bé. Rồi bạn nào đi học á mà sợ cái sự mà đen nó xâm chiếm vào cái con người của mình á thì mọi người đừng quên là mua cái gọi là cái bao tay mình che lại đó. Nói chung là bao tay mình che lại nhưng mà đừng để thầy cô tịch thu nha bé, tại vì nhiều khi vô trường cái làm màu quá cũng bị tịch thu. Đây một cái găng tay Kugumi, găng tay chống nắng nha, nhưng mà cũng không có được mua tại vì nó không có làm đồ dùng tập. Có đồ dùng tập ta có đây. Hôm bữa mình bị lố, hôm bữa là mình tính mua cinnamon nhưng mà nó không có hình cinnamon, nhưng mà hôm nay nó có hình Kugumi mọi người. Gọi là bút sáp kéo dành cho những bạn học cấp 2 và cấp 3 nha. Cái như thế này á được tới 4 cái bút sáp kéo luôn, xài một năm trời luôn mà giá chỉ có là 35 cành cây thôi. Đó, ngoài bút sáp kéo mình còn có thêm cái set này nữa đó. Cái set này thì tất nhiên ở clip này bà Dê cũng sẽ mua tại vì nó có tất cả các nhân vật luôn. À và đặc biệt là nó có Kugumi màu tím tím đen đen nữa, bởi vậy là mình sẽ lấy luôn ha. Đi học mùa hè này thì sẽ hơi nóng nên mình quyết định là sẽ sắm một cây quạt, nhưng mà này cũng không phải đồ dùng học tập nên thôi bỏ lại đi. Đây mình sẽ sắm đó là một cái lọ đựng bút Kugumi siêu cute luôn mọi người. Trời đất ơi đẹp quá, lọ đựng bút da Kugumi. Trời, những cái bạn mà thích cái sự mà ngầu lòi đó bé, mà dù cute vừa ngầu lòi thì mình có thể mua nha. Đó, mình có thể đựng bút ở trong lớp học hoặc là đa số là các bạn sẽ đựng những cây bút này ở trong cái bàn học của mình đó để mình có thể sử dụng ha. Đây có một cái máy tính Kugumi siêu xịn luôn mọi người ơi. Đó trời đất ơi, xịn quá, xịn quá. Cái máy tính này á mình có thể sử dụng tại nhà để mình tính toán những cái bài toán nha mọi người. À để nó giúp ích cho cái công cuộc mà hả học tập của mình ha. Nãy giờ mua đồ hơi đói bụng, bởi vậy bà Dê quyết định là sẽ lết qua liền quầy đồ ăn để giới thiệu cho mọi người sương sương những cái món đồ ăn vặt tại shop bà Dê nha. Đó thì đây là những cái món đồ vặt bà Dê thích nhất và bà Dê đã chọn lựa ra để có thể là bán cho mọi người ú là la đó. Và vậy bây giờ tôi sẽ cho theo. Đầu tiên sẽ là những cái món đồ ăn vặt như là này gọi là kẹo dẻo trứng ấp la có vị xoài nha mọi người, rất là thơm luôn. Cái chồng này là xoài nè, đó kẹo dẻo siêu cute luôn của Thái Lan nè. Rồi đây là bánh gấu mix vị, đó là mình sẽ mix được ba vị trà xanh, vị kem và vị sô cô la nha, rất là dễ thương luôn. À còn ở đây sẽ là bánh sò Thái Lan đó. Ở trong đây thì cái bánh ngoài đây là nó sẽ có vị mặn mặn, ở trong thì nó có vị dứa khóm á mọi người, vị dứa khóm Thái Lan á, nó ngọt ngọt chua chua. Cái này tới 1 vị, 2 vị, 3 vị, 4 vị, 5 vị luôn. Đậu phộng da cá mix 5 vị. Rồi này là mực lim me. Rồi mực lim me ghẹ ghim tỏi ớt đó. Rồi còn có thêm khô mít 3 vị, có khô mực, khô heo và khô gà đó. Còn cái này là mực cán nguyên một con luôn. Trời ơi, cái hũ mực cán này nó nhiều dữ vậy ta. Được tặng thêm bịch tương ớt nữa bé, rất là tiện lợi luôn nha. Đó khi mà mọi người mua hai hũ bất kỳ, nói chung mua hũ nào cũng được, bánh cũng được, đồ mặn cũng được gì thì mọi người đỡ được tạo một cái đô gà đá chay mọi người, bà tiền giam gam. Hiểu không? Nhắc tới những clip tiêm filler
thì bà Dê có phát hiện được là shop bà Dê có bán thêm một cây bút. Chị bấm mọi người khu lumi luôn. Trời ơi tím liền, tìm sim quá trời xịn sò. Ví dụ như mà xài hết ngòi bấm rồi đó thì mình có thể mua kèm theo một cái hộp ngòi bấm giá là 5 cành thôi nha. Đó quá trời đã luôn rồi. Ok bà Dê quyết định sẽ lấy một cái. Trời trên đây mới về gọi là cái gì ta, máy kẹp tóc mini cute mà có hình khu lumi nữa. Nhưng mà bà Dê không có được mua tại vì hôm nay là phải mua đồ dùng học tập. Rồi ngoài những cái đồ chơi như là hả tranh đính đá rồi tranh số hóa là cũng có kurumi luôn nha. Nhưng mà ở đây là dưới đây nè, đó có rất là nhiều sổ gấu dâu nè, rồi hả kurumi nè, rồi cinnamon người nhện nè, rất là đẹp luôn. Ý, thấy tím tím ở đây, trời đất ơi, combo hai sổ mini kurumi siêu cute luôn. Cái này mình có thể ghi lại những cái ghi chú ghi nhớ nha mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi bà Dê quyết định là sẽ lấy một cái. Ngoài những cuốn sổ mà nhỏ như thế này, mình còn có những cuốn sổ bự bự hơn siêu nữa đây. Ở đây bà Dê thấy phát hiện là có cinnamon nè, có gấu dâu nè, và đặc biệt là có kurumi luôn nha mọi người. Trời đất ơi, cười dữ thật, cười luôn nè bé đó. Đây gọi là một chiếc sổ lò xo có giỏ sách mà kurumi luôn. À, mình có thể mua về để mình ghi chú lại những cái phần quan trọng trong phần bài học để mình học nha. Tiếp theo, khi mà mình đi học mình không thể thiếu bút đúng không mọi người, thì ở đây bà Dê có rất là nhiều loại bút luôn. Tăng 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 tăng, có gấu dâu nè, và đặc biệt là có kurumi nữa. Mà hồi nãy là mình đã mua bút kurumi rồi nên bây giờ mình sẽ không có mua nữa ha. Rồi qua bên đây thì sẽ có một cái dãy bút gọi là set bút bi xóa được 12 cây đó. Khi mà mọi người sử dụng bút mà lỡ có sai một cái nào đó thì mọi người có thể cầm cái đầu trên đây mọi người bo xóa được rất là dễ dàng luôn nha. Mình đã có thành kurumi cực kỳ là dễ thương luôn. Một set bút như thế này là giá 85 cành cây, được tới 12 cây lận, mình có thể xài một năm trời, rất là ok la. Đây 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 mọi người thấy không, đó nguyên một cái set bút thuần kurumi luôn mọi người. Nguyên một cái set là toàn kurumi không, mà đặc biệt kurumi có đủ màu luôn. Sọc caro tím nè, hồng nè, sọc caro trắng nè, rồi hồng đen nè, rồi tím, rồi đen, rồi rất là đẹp luôn nha. Một set như thế này giá là 90 cành cây đó, mình sẽ được 12 cây cũng xài giữ thần chim én luôn. Và đặc biệt là cái bút này nó cũng bôi được luôn nha mọi người. Rồi ok, nguyên một cái khu bán toàn gì mọi người biết không, đồ chuốt cute đó, đồ chuốt cute kurumi, nguyên một cái hình ngôi nhà luôn. Ngoài kurumi á thì mình còn có thêm một cái bồn cầu unicorn nè, rồi còn có kitty nè, còn có cinnamon bullwin nè, rất là đẹp luôn á chị em ơi. Đó nhiều lắm, nhiều lắm chị em ơi. Trời ơi, còn có nguyên chiếc xe bếp ba đồng giá là 20 cành cây nha. Nguyên một cái thước kurumi siêu xinh luôn mà giá chỉ có là 10 cành cây thôi đó, quá trời xịn sò, quá trời gọn gàng. Cái thước này 15 cm nha mọi người, mọi người có thể bỏ vào những cái hộp bút nó rất là vừa vặn luôn. Rồi ok, ngoài cái thước mình còn có thêm cái bút đây 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 đây, cây bút có cái cham kurumi đó, xịn chưa xịn chưa. Trời ơi bút bấm nha mọi người, rất là xịn luôn. Bút bi bấm kurumi có siêu nhiều hình cute hộp me, trời đất ơi tới ba hình luôn nè chị em đó, xinh xỉu xinh xỉu. Bây giờ bà Dê quyết định là sẽ lấy luôn ba cây luôn ha. Trời đất ơi quá đã mua cũng là sương sương hơn nữa gỗ hồi đó, nhưng mà vẫn chưa có cái cặp mà shop bà Dê lại có cặp kurumi. Bây giờ bà Dê quyết định là sẽ giới thiệu cho mọi người xem đây. Trời ơi một chiếc cặp kurumi siêu xinh luôn á chị em, trời ơi đen thù lù luôn bé. Nhưng mà đây đặc biệt tặng kèm cho mọi người thêm 3 tấm hình kurumi nha, rồi kèm theo một cái ghim cài kurumi và kèm theo một cái móc khóa mà đựng tiền được luôn nè bé. Đây 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 đó, mình mở ra cái là mình đựng tiền vô đây được luôn. Trời ơi xịn dữ luôn keo. Trời, mà đặc biệt có rất là nhiều ngăn nè mọi người, hai cái ngăn đựng nước nè, rồi một cái ngăn đằng trước nè, rồi một cái ngăn dừa, một cái ngăn bự nữa, quá trời luôn, rồi thêm một cái ngăn nhỏ trong đây nữa. Trời đất ơi xịn quá, mà giá chỉ có là 250 cành cây. Trời ơi bạn nào thích cái sự mà ngầu lòi khi đi học thì mọi người có thể mua nghe. Mà Dê phát hiện được đó mọi người, nguyên một cái set đồ dùng học tập luôn, siêu xịn luôn, có bullwin nè, melody nè, cinnamon nè, và đặc biệt là có kurumi đó. Một cái set như thế này thì bà Dê cũng đã mua rồi đó, gồm một cây kéo, một cụ băng keo, hai miếng băng keo, rồi thêm một cây kim bấm và một cái hộp kim nha, rất là ok la luôn. Rồi kế bên cái set này thì mình sẽ phát hiện được đó là những cái giấy nốt đây, gọi là giấy nốt bìa kẹp đó. Là ở trong đây nó sẽ là một cái bìa kẹp mini mà mọi người có thể kẹp giấy nốt vô trong đó để mọi người có thể ghi lại những cái phần mà mình phải cần học, giống như là công thức hay là gì đó mọi người, hoặc là mấy cái chữ tiếng Anh tiếng Ơ rồi đó. Rồi ok la. Đó bà Dê sẽ lấy một cái kurumi, và không thể thiếu đó là một cái set bao tập kurumi nha chị em đó. Trong cái set này thì mình gồm có tới 10 cái luôn, rất là ok la đó. Và có kèm theo mọi người, khi mà mua cái set này mọi người bao vô cái cuốn tập, mình sẽ không cần phải mua cái giấy trong ở ngoài luôn, tại vì nó vừa có hai lớp, là vừa có giấy mình bao và vừa có giấy trong ở ngoài nữa, rất là ok. Và có cái luôn cái nhãn luôn nè mọi người, đó là mọi người chỉ cần ghi tên lên là xài được luôn rồi nha. Rồi chốt đơn chốt đơn. Trời kế bên đây có nữa nè, trời đất ơi, như hôm bữa bà Dê nói đây gọi là một cái túi lưới vải, mình có thể thay thế cái hộp bút, hoặc là mình đem cái túi này mình đựng những cái món đồ mà mình cần thiết đem theo đi học, như là khăn giấy hay là những cái món vật dụng nhỏ nhỏ để mình đem theo ha. Đó có kurumi nè, có melody nè, có bullwin nè, rồi có cinnamon nữa mọi người ơi. Nhưng mà hôm nay bà Dê mua kurumi, bây giờ bà Dê quyết định là sẽ lấy một cái kurumi.
ngay tại đây luôn. Đầu tiên sẽ là một cái hộp bút lông siêu to khổng lồ đó. Chiếc hộp bút này là một ngăn nha mọi người đó, mà có hình Kurumi siêu cưng luôn. À, giá sẽ là 55 cành cây. Còn cái này cũng là một cái hộp bút lông luôn. À, hộp bút bông này thì nó cũng bự bằng cái này nha mọi người, mà tại vì nó đang đựng trong cái hộp nhỏ thôi. Nhưng mà cái màu sắc của nó sẽ nhạt hơn tí xíu và nó sẽ có hình một cái bạn Kurumi, và có may thêm những cái xung quanh đó mọi người, là còn có thêm chữ Kurumi nữa. Nói chung là hai cái hộp bút lông này là giá bằng nhau nè, và cái kích thước bằng nhau, nhưng mà chỉ khác là hai cái hình thôi, nhưng mà vẫn đồng giá nha chị em. Rồi, bây giờ quyết định là sẽ lấy luôn hai bạn đó. Bạn nào không thích hộp bút lông thì mình có thể mua một cái hộp bút gọi là hộp bút da hình bình sữa đó, nhìn rất là dễ thương luôn, mà cũng có hình Kurumi rồi mọi người, quá đã quá đã. Nếu mà vừa không thích hộp bút lông mà không thích hộp bút da luôn á thì mình có thể mua hộp bút sắt vẫn có hình Kurumi luôn nha. Và đặc biệt là nó còn có thêm rất là nhiều đồ dùng học tập nữa đây, và giờ sẽ cho mọi người xem nha. Đằng sau nó sẽ có một cái bảng khủ chương để mình học khủ chương nè đó. Còn khi mà mình mở ra như thế này thì trong đây sẽ có là một cái bút chì Kurumi, một cái thước Kurumi, một cái đồ chú và một cục gom nữa, rất là xịn sò luôn. Nguyên một cái combo như thế này mà đặc biệt là nó có hai ngăn luôn mọi người đó. Trời ơi, xinh lắm chị em ơi. Đó, mà đặc biệt giá chỉ có là 65 cành cây thôi, quá trời rẻ. Nhiều bạn hỏi bà Gia là bà Gia hay giới thiệu sương sương quầy độc quyền của tôi có những gì, thì ok luôn. Hôm nay bà Gia quyết định là sẽ giới thiệu cho mọi người xem trong clip này luôn ha. Đầu tiên thì bà Gia có bán, đó là cái bản mặt bà Gia, nhưng mà còn là một bản gấu siêu to khổng lồ nha mọi người đó. Có hình gấu dâu nè. Nếu mà mọi người mua cái bản mà to như thế này thì mọi người sẽ được tặng một cái huy hiệu siêu cute luôn đó. Đó, ngoài bạn gấu dâu, bà Gia còn có thêm bạn gấu nâu nữa đó, rồi còn có thêm bạn thỏ nữa nha. Nói chung là bạn gấu lớn này thì mình sẽ có 3 loại, còn những bạn gấu nhỏ thì nó sẽ nhỏ hơn vậy đó. Bạn gấu nhỏ thì có Kurumi đó nè mọi người, coi dễ thương xỉu luôn bé yêu ơi. À, nhưng mà hôm nay mình không được mua, tại đây không phải đồ dùng học tập. À, rồi ok, ngoài Kurumi mình còn có thêm hình vịt nè, rồi hình một bạn màu hồng nè, hình bạn thỏ tím nè, hình gấu dâu luôn. Trời đất ơi, xinh xỉu không mọi người đó. Và còn có thêm hình Cinnamon nữa, trời đất ơi, cưng quá cưng quá. Ngoài những bạn thú bông mặt bà Dê thì bà Dê còn có bán thêm cái quạt bẫy đầu bà Dê. Trời đất ơi, cái này là siêu hot hết luôn, vừa mới ra mắt là mấy bà fan mua chấn động bờ kè, mua quá trời mua luôn bé yêu ơi đó. Quạt bẫy đầu bà Dê với bẫy biểu cảm khác nhau xíu, của tay hột mèo có thể quạt máy nha bà. À, đâu rồi, quạt chấn động, quạt bay luôn cái máy, quạt bay luôn cái nón nha bé. Rồi ok luôn. Tiếp theo thì không có một cái món mà cũng là rất là hot hit dạo gần đây, và hot không bao giờ hết hết đó. Bạn nào mà qua shop bà Dê thì sẽ hay mua cái món đó, đó là một cái photo card đây. Hộp photo card này giá là 50 cành cây mà sẽ được tới 20 cái tấm hình của bà Dê lợn, và đằng sau là có một cái chữ độc quyền VV luôn nha chị em ơi đó. Mình còn có thêm quạt nữa, quạt bà Dê thì đằng sau thì cũng có chữ ký của bà Dê luôn đó, rất là xịn sò. Cái quạt nhỏ này thì giá chỉ có là 20 cành cây thôi nha chị em ơi. Rồi những món đồ độc quyền đó thì sương sương vậy thôi, trên đây còn có nữa đây mọi người. Liên quan tới đồ dùng học tập thì chúng ta sẽ có nhãn vở bà Dê đó. Cái nhãn vở như thế này là có tên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hình, mà có tới 2 mặt lợn, thì mình có thể gỡ ra mình dán liền luôn là 16 tấm, giá là 15 cành cây he. Ngoài nhãn vở mình còn có thêm cái này là dành cho những bạn mà sử dụng đồ điện thoại đó, gọi là cái bóp sóc kẹt, mình có thể dán cho cái điện thoại để mình cầm cho chắc tay mọi người, để mỗi lần chụp hình chụp ơn này nọ thì mình cho chắc tay, hiểu không? Tiếp theo đó là những cái huy hiệu đó. Những cái huy hiệu này thì mọi người có thể mua để mọi người ghim vô cái cặp mình này đó. Trời đất ơi, ghim vô cặp là siêu xinh luôn nha chị ơi. Đó, có hình bà Dê đang ngồi nè, rồi có hình bà Dê bận áo dài nè he, rồi có hình bà Dê cùng bé thỏ đó, rồi có hình bà Dê bận cái bộ đầm hồng nè, rồi còn có hình cúp bò bà Dê anh Đức và mini với Mon nữa, quá trời cute hộp mê luôn. Rồi ok, nói chung là quầy đặc quyền bà Dê quên thiếu đây, tranh ghép bà Dê hiện tại là có hai hình mới, là hai hình này nha mọi người, một hình là áo dài, một hình là bà Dê đi Đà Lạt đó. Đà Lạt thành phố ngàn hoa. Trời ơi, vui quá, cuối cùng cũng tới cái lúc mà mình phải tính tiền đem đồ về chị ơi. Hello chị, bữa nay mới ít vậy? Trời ơi, tại vì đồ con Kurumi cũng ít á, bởi vì chị mới định là mua cái gỗ với lại cái cặp được rồi. Nhưng không sao, ít hay nhiều vậy em cũng mà miễn phí cho chị. Dạ vậy? Ơi, khó không có đồ, dạo này Giang quỳnh quà chị ngại lắm. Thôi tính tiền cho chị đi, em tính tiền. Cà thẻ đi. Cà thẻ hả bác? Ờ cũng đúng, tại chị cũng không có đem tiền mặt em cà. Dạ em cà nè. Nè chị em cà rồi.